Trong cái buổi học trưa nay, chúng ta cùng bàn về một vấn đề thì ai cũng biết, nhắc tới thì ai cũng biết, nhưng mà đào đào sâu thêm một tí, mở rộng ra thêm một tí thì cũng không phải là thừa. Đó chính là cái khả năng tu tập thông qua cái chữ tự, thông qua cái chữ tự, tự tu, tự giác, tự tỉnh, tự tu, tự giác, tự tỉnh, tự ý thức. Cái tự, tại sao cái chữ tự đó là quan trọng? Là bởi vì chúng ta phải đồng ý với nhau một chuyện, là từ cái vị chánh đẳng chánh giác, tức là Đức Phật Tổ Như Lai, cho đến một hành giả vô danh, thì không ai trong số đó mà có thể bỏ đi cái chữ tự. Tức là chúng ta sống trong cuộc đời này, chuyện lớn chuyện bé gì thì cũng phải luôn nhờ đến cái sự hỗ trợ từ rất là nhiều nguồn của thiên hạ. Không ai phủ nhận được chuyện này, nhưng để đón nhận được cái nguồn mà tiếp liệu, đón nhận được những cái sự trợ lực tiếp sức từ muôn phương, từ thiên hạ, từ vô số thượng duyên, vô số điều kiện ấy, thì bản thân chúng ta phải có một cái nền tảng tốt, một cái nền tảng tốt. Chứ còn nếu mà bản thân mình không có một nền tảng tốt, giống như một tấm tôn hay là một cái nền xi măng, thì mưa xuống đấy, chúng ta không có tiếp nhận được gì hết. Không tiếp nhận được gì hết. Và để tiếp nhận được cái trận mưa đó một cách là lợi ích, một cách tích cực nhất, thì chúng ta phải là một cái miếng đất, chứ không thể nào là một cái tấm ni lông hay là một tấm tôn hay là một cái sân xi măng được. Chúng ta phải có chuẩn bị. Nhưng mà nhớ cái này quan trọng nè, tôi vừa nói cái chúng ta phải là một miếng đất thì mới đón nhận được cơn mưa. Nhưng mà vấn đề chỗ là miếng đất đó đó có được mình dọn cỏ hay chưa, đó là một chuyện. Và cỏ, các vị biết cỏ nó có vô số loại cỏ, có những loại cỏ đó là mình chỉ lấy tay mình nhổ cái là xong, có những loại cỏ đó là mình phải là bứng tận gốc, chứ còn nếu không á nó chỉ sạch ở trên cái bề mặt thôi, nó chỉ sạch ở bề mặt thôi, sạch bề mặt, chứ còn cái phần mà củ rễ bên dưới nó vẫn còn nha. Cho nên đó là chuyện đầu tiên phải dọn cỏ cho sạch cho kỹ, với tất cả sự am tường, sự hiểu biết thì cái cỏ nó mới sạch. Bước hai, cái trận mưa đó nó đổ xuống nó giúp được gì cho miếng đất đó, đó lại là một chuyện khác. Sau khi mà nó đã sạch cỏ rồi thì cái trận mưa nó giúp được gì, nếu mà cái miếng đất đó nó đã sạch cỏ nhưng mà nó đã có hạt giống ở đó chưa? Hạt giống đó là cái gì? Chúng ta gieo gì ở đó chưa? Và đã gieo đúng mức chưa? Đúng cách chưa? Tại vì có những cái hạt giống á là mình chỉ rải trên mặt đất là xong. Nhưng mà có những hạt giống ấy chúng ta phải vùi nó trong đất mới được. Cho nên hồi nãy tôi có nói làm cỏ nó cũng cần đến sự hiểu biết nhất định. Đấy, tức là cỏ nào làm sao, có những cỏ mình nắm mình kéo lên là xong, có những cỏ là phải lấy cuốc. Rồi tới hồi mà mình gieo hạt cũng vậy, mình phải xác định cái hạt mình á, cái hạt mà mình thả xuống đó là cái hạt đó là nó nằm trên đất dễ dàng bị mưa gió cuốn đi, chim chóc ăn, hay là cái hạt đó đã nằm sâu trong đất. Và nếu mà nằm sâu trong đất đó thì nó có thể bị các cái loài côn trùng nó tấn công hay không, đó lại là chuyện nữa, các vị thấy chưa? Tức là chỉ riêng cái chuyện mà đón nhận được cơn mưa đó là mình thấy miếng đất là nó đã đòi hỏi rất là nhiều công phu. Làm cỏ kỹ chưa, với một kiến thức nhất định, rồi đã gieo trồng chưa và gieo trồng cái gì, với một kiến thức nhất định, thì với chừng đó chuẩn bị, với chừng đó công phu, với chừng đó công sức mồ hôi, thì là chúng ta mới thể đón nhận được cơn mưa. Cho nên chúng tôi quay lại cái chữ tự, làm gì thì làm, tâm tư của chúng ta là một miếng đất, là một cõi đất, cho nên mới có cái chữ tâm địa đó. Một cõi đất, một cái miền đất, một cái khu đất, một cái mảnh đất.
mà để phải nhớ rằng để có được một cái tiến bộ tu tập ấy thì đương nhiên chúng ta phải cần đến vô số sự hỗ trợ của thầy bạn, những thầy bạn đang hiện tiền hay là những thầy bạn đã không còn nữa. Những thầy bạn không còn nữa là những bậc đạo sư, những bậc tổ sư, những tác giả, dịch giả, soạn giả nay đã không còn nữa. Nhưng mà bên cạnh đó còn có những thầy, những bạn mà hiện giờ họ đang còn hít thở, đang còn hiện hữu trên cái mảnh đất này với chúng ta. Đấy, tất cả những người đã khuất, họ vẫn còn để lại những dấu ấn, những tác động nhất định lên chúng ta. Thí dụ như mình thấy nguyên cái hội Palliative Society của London, thì cái hội đó bây giờ là những cái vị mà cái thế hệ mà tiên phong đó, bây giờ nếu họ còn sống là đã từ 120 tới 150 tuổi hết thì làm gì còn. Nhưng mà những công trình của họ thì cho đến hôm nay và có lẽ vài trăm năm nữa đó, thì nó vẫn là những đóng góp những người đã cực lớn cho các người học đạo. Nhớ cái đó. Rồi một chuyện nữa là cái sự chuẩn bị của chúng ta nó ở cái mức độ nào để chúng ta có thể đón nhận được cái sự trợ duyên từ những thầy bạn quá vãng hay hiện tiền, thì tùy thuộc cái khả năng chuẩn bị của chúng ta. Chúng ta vốn liếng chỉ có đơn giản niềm tin thôi, chỉ có là niềm tin thôi. Thì cái sự đón nhận chúng ta nó ở cái mức độ niềm tin đấy. Còn nếu mà cái sự chuẩn bị chúng ta nó gồm có thêm một trí tuệ, tinh tấn, chánh niệm, thiền định ấy, thì chúng ta tiếp nhận cái sự hỗ trợ, cái sự trợ duyên đó lại khác nữa. Thí dụ tôi nói thẳng luôn, thí dụ như nếu bây giờ mà ngủ quyền của mình ấy là tinh tấn, niệm định, tuệ, mà mình chỉ mạnh về đức tin thôi, thì mình có đi qua bao nhiêu cái thiền viện đi nữa thì mình cũng chỉ tu bằng cái đức tin thôi. Đấy, bởi vì chánh niệm mình yếu quá. Hoặc có những hành giả là niệm của họ đó ok, ổn, tạm ổn, nhưng mà định họ thì yếu. Có những hành giả định mạnh đó, nhưng mà tuệ yếu. Có những hành giả định mạnh, tuệ mạnh, nhưng mà cái tinh tấn nó yếu. Hoặc là tinh tấn, niệm, định mạnh, nhưng mà đức tin nó yếu. Có trường hợp đó, có cả năm cái là yếu, một hai ba bốn năm cái, có nhiều người yếu cả năm, có nhiều người mạnh cả năm. Mà cái nó hơi ác chỗ này là khi mà nó mạnh cả năm á, chứ thật ra đó là trong cái mạnh cả năm đó, trong đó nó có những cái mà nó over, nó hơi vượt mức. Ví dụ như mình gọi là trong 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 chú giải trường bộ, và chú giải trường bộ cho biết rằng là kinh tế trường xứ ấy, cho biết rằng có những hành giả mà đức tin họ mạnh quá, hoặc tinh tấn họ mạnh quá, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng giác ngộ. Cho nên cái sự quân bình năm quyền nó rất là quan trọng. Đó là lúc đang tu tập. Còn lúc buổi đầu đi vào với đạo ấy, đặt chân vào cửa đạo ấy, thì tùy vào cái ba la mật, cái cách tu tạo ba la mật của mình ngày xưa nó ra sao, để hôm nay chuyện đầu tiên là chúng ta có được trú xứ thích hợp hay không, chúng ta có được minh sư thiện hữu hay không, đấy, chúng ta có điều kiện thực phẩm thời tiết thích hợp hay không, đấy, rồi cái chuyện nhỏ xíu luôn là mình có điều kiện cốc liêu hay không. Ví dụ như chỗ đó chỗ mát mẻ, nhưng cái cốc của mình nó ồn quá, cái cốc mình nó kế nhà bếp, cái cốc mình nó kế bên cái đống rác lớn, cái cốc mình nó, cái phòng thiện mình nó kế bên cái chuồng bò. Như là tôi có từng tới thiền viện Chamyai Mahasi ở Yangon, phải Yangon, biết Yangon, Mandalay, như Mandalay đúng hơn, cái mình như Mandalay, nó sát bên cái trại bò, nó hôi không có tả được. Đấy, thì nói chung do cái ba la mật của mình mà nó đẩy mình vào một cái hoàn cảnh mà cái trú xứ có thích hợp hay không, rồi thầy bạn có tốt hay không. Tốt nghĩa là minh sư thiện hữu, họ sẵn sàng hỗ trợ cho mình về lý thuyết và thị phạm ấy. Rồi thực phẩm, rồi thời tiết, rồi lưu cốc, rồi mình có điều kiện thuốc men y phục như ý hay không. Có những người đó là họ phải hội đủ tất cả những điều kiện đó thì họ mới tu tập tiến bộ. Còn có những người là những bậc tốc chứng đốn đốn ngộ ấy, thì họ không có cần nhiều, họ họ trong môi trường nào họ chỉ cần nghe một câu thôi là xong. Đối với họ là không có cần quá nhiều cái điều kiện. Là vì sao? Là bởi vì có hai trường hợp mà người ta cần đến nhiều điều kiện. Nhớ nha, có hai trường hợp. Một đó là bậc đại phước, đó là bậc đại phước,
họ giống trong kinh nó giống như một ông vua vậy đó, hoặc là một cái bậc đại gia như phú 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 hộ vậy đó. Họ làm việc gì cũng phải là tiền hô hậu ủng cờ quạt nghi trường đấy, đó là bậc đại phước. Nhưng mà có trường hợp thứ hai, đó là cái người gọi là ba la mật của họ đủ, nó vừa vặn, nó vừa vặn chứ nó không có được sung mãn ấy, thì coi như là họ cũng phải cần đến sự hỗ trợ rất là nhiều, chứ không thôi năm quyền của họ nó đều yếu hết, năm quyền họ đều yếu, cho nên họ phải cần sự hỗ trợ của thầy bạn trú sư, thực phẩm thuốc men y phục lung tung hết họ mới có thể tu được. Cái trường hợp đó là ba la mật con chỉ vừa vừa vặn vừa đủ thôi. Còn trường hợp một là trường hợp người đó là cái người bậc đại nhân đại phúc, cho nên nghe hơi vô lý, nhưng thật ra có trường hợp đó. Chẳng hạn như mình thấy ở trong xã hội mình cũng vậy, có hai loại người mà đi đâu cũng phải cụ vị, một là nhà giàu, hai là người bệnh. Phải để ý không, người già người bệnh ấy, mà khi họ đi đâu ấy, như tôi từng thấy ở phi trường ấy, những cái người mà họ đi họ phải đem theo cả cái máy thở nữa, máy thở có là họ đi ngoài phi trường mà họ phải có cái máy nhét vô mũi ấy, giống như nằm trong bệnh viện vậy đó, họ có cái máy thở. Ừ. Rồi mình biết chắc là trong cái túi sách bên hông họ là thuốc coi như là rất là nhiều nha. Ừ. Nhớ thì tôi quay là cái chữ tự, tự đây nó có hai trường hợp, là tự ở đây là tự tại, và chữ tự ở đây đó là cái tự tại đây có nghĩa là có đầy đủ phước duyên, chữ tự là đầy đủ phước duyên, cho nên là có thể gọi là thoải mái trong mọi tình huống, ở đâu cũng có thể tu tập được. Nhưng mà chữ tự còn có nghĩa nữa là không ai có thể giúp ta ngoài trừ ta, tất cả mọi sự hỗ trợ của thầy bạn các cùng các điều kiện ngoại giới ngoại lực thảy đều là điều kiện thứ hai hết, điều kiện một vẫn là chữ tự. Đấy, chữ tự, chữ tự đây có nghĩa là bản thân mình phải có những cái trang bị để chi, để đó là trong tình huống nào thì mình cũng có thể tu tập được. Như tôi nên nói nhớ hoài cái câu nói của ngài A Nan, khi mà có người hỏi ngài trong sáu trần, trong sáu trần sắc thinh khí vị xúc, trong những gì mình thấy nghe ngửi mỗi ngày, thì theo cái trí tuệ của ngài, theo cái kiến văn trời biển của ngài, thì cái hình ảnh nào đáng nhìn, âm thanh nào đáng nghe nhất, cái mùi nào đáng thì sẽ là số một, cái vị nào sẽ là số một trong trời đất vũ trụ. Thì ngài A Nan ngài nói rằng cái hình ảnh âm thanh mùi vị nào mà nó là cái đề mục niệm xứ, để mà thông qua đó ta có được cái trí tuệ giác ngộ, thông qua đó ta có được cái sự buông bỏ đối với quẩn xứ giới đế, có sự buông bỏ đối với chuyện sinh tử trong ba cõi bốn loài, thì ngài nói rằng cái trần cảnh đó là trần cảnh tối thường. Thí dụ như nếu mà mình nhìn một cái bộ xương, mà thông qua bộ xương đó mình có được cái thành tựu, được cái trí tuệ giác ngộ, thì bộ xương đó được xem là cái hình ảnh đẹp nhất trong vòng luân hồi của mình, bởi vì thông qua đó mình tìm ra được cái cửa ngõ dẫn vào cái cảnh giới giác ngộ. Đấy. Thì trong kinh, trong một vài kinh khác thì Phật dạy ông vua đó ông có ba cái chỗ mà ông suốt đời không dẫn quên. Một là cái chỗ mà ông sinh ra, hai là cái chỗ mà ông lên ngai, ông đăng quang, làm lễ phong vương đăng quang chỗ nào. Đấy. Và cái thứ ba là chỗ mà ông thắng trận, chỗ nào mà ông đánh thắng trận, chỗ đó là những cái ký ức huy hoàng mà ông phải nhớ. Cũng vậy, cái Phật ngài dạy rằng một vị tỳ kheo có ba cái chỗ mà cần phải nhớ, đó là cái chỗ mình thọ đại giới. Đây, chỗ mình thọ đại giới, chỗ cái đổi thứ hai này là cái chỗ lần đầu tiên mình chứng sơ quả. Và cái chỗ thứ ba là cái nơi chốn nào mà mình chứng tứ quả, cái chỗ mà chấm dứt sinh tử đó. Còn tại sao mà trong bốn tầng thánh mà ngài tách ra hai cái này là sao, là bởi vì cái quả vị tu đầu quần nó đặc biệt chỗ đây, là lần đầu tiên mà mình lìa bỏ cái cách nhìn phàm phu về vũ trụ và thế giới, lần đầu tiên mà chúng ta nhìn mình và nhìn người khác không thông qua cái lăng kính của thần kiến, đặc biệt lắm, đặc biệt lắm, nhẹ lắm, nhẹ bâng, nhẹ tên, nhẹ hẳn. Ừ. Tôi nói hoài đó, tôi nói hoài là mình vì hiểu lầm mà mình ghen tuông, mất ngủ, lên máu, trụy tim. Vì hiểu lầm mà mình lo âu về cha về mẹ, mình nghe nói bà má mình bị đi lạc, mà nghe nói có ai đó vớt được cái xác của bà cụ là mình chết điếng, hoặc là mình đang ghen chồng ghen vợ, nhưng mình ra tới nơi mình biết cái người đó không phải là vợ không phải là chồng của mình, thì mình nhẹ cỡ nào. Đấy,
Hoặc mình biết được là cái kết quả xét nghiệm ung thư đó là bị sai đó, mình mừng cỡ nào. Nhớ không? Rồi thì đối với cái vị tôi được quên, mình tạm hiểu cái cảm giác họ giống như vậy đó. Rồi nghĩa là lâu nay họ nhìn về thế giới từ hai cái góc độ: tôi là cái này, tôi là cái kia, cái này là của tôi, cái kia là của tôi. Nhưng mà lần đầu tiên trong vô số kiếp luân hồi, từ vô thủy luân hồi, lần đầu tiên họ thấy rằng tất cả đó chỉ là những thành tố do các duyên hội tụ. Đấy. Duyên đủ thì nó hội, mà duyên hết thì nó tán. Nó tán xong hễ mà nó chưa dứt hẳn thì tiếp tục, nó tiếp tục nó hội tụ trong một hình thức khác. Tất cả chỉ là sống và hạt. Tất cả chỉ là sống và hạt. Ở đây hoàn toàn tuyệt đối không có một cái gì là tôi là của tôi hết. Lần đầu tiên mà thấy được cái đó, nó cảm giác nó đặc biệt lắm. Cái phần này dạy cái cảm giác của vị đặc sơ 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 và sơ đạo tôi đùa ấy. Rồi giống như một ngày nữa là những cái gì mà vị đó là bỏ xuống, buông xuống, nó nhiều như một dãy núi Himalaya, như một dãy núi Himalaya mấy ngàn km. Còn những gì mà những vấn đề mà tồn động còn sót lại mà vị này cần phải giải quyết ấy, nó chỉ là mấy viên sỏi thôi, chỉ là mấy viên sỏi thôi. Các vị thấy đó là một cái tỷ lệ phải trên lệch cực lớn, tử mẫu cực lớn. Tức là cái chuyện mà các ngài bỏ được rồi, đã giải quyết xong rồi, là một dãy núi mấy ngàn km. Còn cái chuyện mà còn động lại chỉ là mấy viên sỏi thôi. Cho nên cái quả vị tu đầu quần rất là quan trọng, quan trọng lắm. Lần đầu tiên là bỏ bỏ mấy ngàn, gọi là hàng mấy triệu mấy tỷ tấn đá, mà chỉ còn tên trong tay còn có một nắm nhỏ xíu rồi sao mà không đặc biệt được. Cái chỗ thứ hai, cái chỗ thứ nhất là chỗ xuất gia, chỗ thứ hai là chỗ chứng sơ quả, cái chỗ thứ ba đó là cái chỗ mà vị đã chứng là hàng. Kể từ bây giờ không còn tái sinh, dầu bất cứ cảnh giới nào cao nhất đi nữa cũng không có về, không còn mãi mãi hoan hỷ thích thú trong cái chuyện mà hiện hữu nữa. Vì xưa giờ đó còn là phàm ấy, thì mình còn thích sở hữu, hiện hữu và hưởng thụ, rồi lên tới cái tầng thành tam quả là cũng còn một chút thích trong thiền, còn một chút thích trong cái chuyện tái sinh, chỉ còn chút thích trong cái hiện hữu. Nhưng mà lên tới chứng quả là hắn không còn thích một chút gì hết. Cho nên đây là cái chỗ thứ ba mà vị tỳ kheo cần nhớ. Thì hồi nãy ngài Anan ngài có nói cái sáu trần ấy, sáu trần mà cần gọi là được xem là tối thượng, chính là cái trần cảnh nào mà là đề mục niệm xứ. Đấy. Thì ở đây Đức Phật ngài cũng nói một cái nội dung tương tự như vậy. Cái trú xứ nào cũng vậy thôi, ở đâu cũng đất nước lửa gió, ở đâu cũng chim muôn hoa lá sông rạch rừng núi, chứ ở đâu cũng giống nhau thôi, chẳng có gì. Nhưng mà cái chỗ nào mà nó liên hệ đến trí tuệ giác ngộ thì chỗ là chỗ đáng nhớ. Đấy. Thì ngày nay ngài cũng nói cái ý giống vậy, ngài nói trần cảnh nào dầu đó là một bộ xương, một chiếc lá, một giọt nước, một tia lửa, một áng mây, hay là một bãi nước bọt này, một chén cơm, miễn là nó là cái đối tượng, thì nó là cái đối tượng để mà dẫn đến cái sự mà buông xả, buông xả cái phiền não, buông xả sinh tử đó, thì cái trần cảnh đó được xem là tối thượng. Mà tại sao tôi đang giảng mà chữ tự, mà tại sao tôi trích bài kinh này, là bởi vì trong một ngày, dầu biết hay không biết, dầu muốn hay không muốn, sáu căn của chúng ta luôn luôn và luôn luôn theo đuổi sáu 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 trần này. Mà nếu mà chúng ta có một cái khả năng tự đó, tự tu, tự tỉnh, tự giác ấy, thì không có cái trần cảnh nào bị bỏ sót. Bỏ sót nghĩa là gì? Là không có trần cảnh nào mà bị mình nhìn nó bằng sự thất niệm hết. Đấy, cái đó quan trọng chỗ đó, nó quan trọng ở chỗ đó đó. Còn một người mà thất niệm ấy, thì coi như là họ bỏ sót vô số cơ hội. Một là cơ hội chứng đạo, hai là cái cơ hội ba la mật. Nhớ nha, một người thất niệm, một người thiếu trí nè, thiếu niệm nè, mà mình phải hiểu, mình học Atina mình hiểu ở đâu mà thiếu niệm thiếu trí, thì ở đó nó thiếu luôn nguyên một chùm luôn, nó thiếu luôn là tính tánh niệm định tuệ luôn. Thiếu trí thiếu niệm là mệt rồi, có cái tâm thiện nào mà thiếu niệm đâu, thiếu trí thì còn có, chứ còn có cái tâm thiện nào mà thiếu niệm đâu. Cho nên hệ tâm mà thiếu niệm là mình biết dứt khoát là tâm nào phải là tâm tâm lành rồi nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Cho nên cái người mà đang giảng tới đây tôi cũng hồi hộp, các vị không học ở tỳ đàm nghe tôi giảng cái chỗ này quý vị bị rối, các vị thấy không? Vì tâm thiện có tâm có trí và tâm không có trí, nhưng mà tâm thiện dứt khoát là phải có niệm, không hề có cái tâm thiện nào mà không có niệm hết.
nó kẹt cái chỗ là không còn ai đi làm, thì nghe chỗ này không hiểu, ồ vậy mà tôi giảng có chỗ này tôi run, vừa vài giảng mà vừa run, run ở chỗ là mấy mình nói cái này nó có quá tầm không. Thì thôi thông qua vụ đó đi, tôi muốn quay lại cái chữ tự là nếu mình có một nền tảng tốt, tại bây giờ tôi giảng vào một loạt chữ nếu nè, nếu mình có một nền tảng tốt thì cơ hội để chứng đạo trong một ngày có vô số. Nếu ba la mật không đủ, ba la mật tức là cái phước duyên giải thoát không đủ, thì trong một ngày mình cũng có vô số cái cơ hội để mà bổ túc ba la mật. Đó là cái nếu một. Cái nếu thứ hai, nếu mà mình có một nền tảng tốt thì mình không bỏ sót một cái cơ hội gặp gỡ nào với minh sư thiện hữu. Đấy. Trong khi đó, đấy, trong khi đó nếu mà mình mà gọi là có một nền tảng mà yếu, nền tảng yếu là gì, là ba la mật yếu nè, rồi nỗ lực trong hiện tại kém nè, ngũ quyền yếu nè, thì chuyện đầu tiên là bỏ lỡ cơ hội giác ngộ, bỏ lỡ cơ hội bổ túc ba la mật. Rồi cái thứ hai nữa là bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc minh siêu thiện hữu. À, tại vì mình thiếu niệm thiếu tuệ mà, à, thiếu niệm thiếu tuệ thì gặp minh siêu thiện hữu cũng bằng không. Có biết bao nhiêu người gồm có phi nhân và nhân loại đã gặp Đức Phật, gặp Ngài Xá Lợi Phất, rồi thì sao? Gặp giống như đi ngang một đóa hoa, đi ngang một ngọn núi vậy thôi, không hề có một cái ấn tượng, một cái khái niệm, một cái nhận thức gì hết, không? Đấy. Thiếu niệm thiếu tuệ là chuyện đầu tiên là bỏ lỡ cơ hội đối với tự thân, có nghĩa là bản thân mình không có cơ hội để mà chứng đạo, không có cơ hội để mà gieo trồng bổ sung ba la mật. Rồi bây giờ cái thứ hai là không có cơ hội đấy, để mà gọi là tận dụng cái sự có mặt của minh sư thiện hữu. Và tiếp theo nữa là gì, khi mà sống không niệm không tuệ đó, thì tất cả những cái điều kiện mà ngoài giới mình bỏ luôn. Ví dụ như mình có niệm có tuệ đó, thì bản thân mình tận dụng được nhiều cơ hội cho bản thân mình đó, cơ hội đắc đạo, rồi tận dụng được cơ hội gặp minh sư thiện hữu, tận dụng được cơ hội trú xứ thời tiết thực phẩm. Còn đằng này thiếu niệm thiếu tuệ đó, thì cái chuyện mà mình có được cái thời tiết trú xứ thực phẩm đó, nó chỉ là cơ hội để hưởng dục, chỉ là cơ hội để mà phiền não thôi. Cái đó quan trọng lắm. Mà trưa nay mà tôi giải cái chữ tự là như vậy đó. Bởi vì nếu mà mình không có khả năng, là không có một strong background, không có một nền tảng tốt đó, thì bỏ hết, phí vô cùng, phí cái cơ hội làm người, phí cái cơ hội biết Phật pháp, bỏ phí cái cơ hội gặp gỡ minh sư thiện hữu, bỏ phí luôn tất cả những cái thuận duyên trong đời sống, tại từ trú xứ thời tiết y phục thực phẩm, bỏ hết. Trong khi một cái người mà họ có niệm có tuệ, họ có một cái nền tảng tốt, thì thầy bạn đối với họ là một cơ hội. Đấy. Thời tiết tốt, y phục thực phẩm như ý là một cơ hội. Rồi cái gì nữa? Đấy. Từng hơi thở, từng bữa ăn, từng cái ngụm nước uống đều là những cơ hội. Nó ghê gớm như vậy đó, ghê gớm như vậy đó. Bây giờ tôi không phải là thánh, mà bà con biết trong nước nó chửi tôi không còn cái gì hết, cho nên tôi giảng ở chỗ này thì tôi cũng phải khéo lắm, chứ không thôi nó chửi nữa. Trong nước 100 triệu rồi, bữa anh tôi thăm dò là nó chửi tôi 90 mấy triệu rồi. Thì tôi không phải là thiền sư, nhưng mà có điểm là tôi dám, vì tôi phải đem tôi làm cái chứng minh chứ. Tôi có điểm tôi hơn rất nhiều bà con ở trong cái room này là gì, tôi không phải là hành giả, nhưng mà có cái này này, cái cơ hội để mà tôi nghĩ về Phật pháp rất là nhiều, rất là nhiều. Đấy. Ví dụ như bây giờ tôi ra đường mà tôi ngồi tôi nhìn một cái hình ảnh một cái đoàn xe nó chạy xa lộ, tôi nhìn tôi vẫn thấy Phật pháp trong đó. Đấy. Tôi đâu dám nói tôi có niệm tôi có tuệ, tôi không dám nhận nha, mà tôi chỉ nói là tôi chỉ có một ít nền tảng thôi đó, à, một ít nền tảng, à, mà tôi chỉ nhìn một cái đoàn. Bây giờ đang ngồi tôi đang, quý vị có biết tôi đang giảng trên xe không? Tôi đang ngồi trên xe tôi giảng này, thì trước mặt tôi là một đoàn xe của trên freeway của Thụy Sĩ đấy. Đấy. Mà bây giờ chỉ cần tôi tắt máy tôi nhìn cái là tôi thấy Phật pháp là lồ lộ lừng lững và sừng sững ở trong cái đoàn xe đó. Tôi mới hướng ánh mắt về rừng là tôi thấy Phật pháp trùng điệp ở trong đó. Tôi mới nhìn xuống cái đám cỏ, cái đóa hoa bên đường, nếu tôi muốn là tôi nhìn tôi thấy Phật pháp sừng sững trong đó. Và tôi nói với các vị không biết là bao nhiêu lần, nếu có lòng nghĩ đến Phật thì từ một cái vỏ lon, một cái bịch ni lông, một cái tờ giấy rác, một cái cùi bắp, một cái vỏ chuối, một cái đầu thuốc lá đều là đề tài Phật pháp hết. Các thấy chưa? Và tôi ước ao, tôi rất mong mỗi có một ngày mà các vị nhìn thấy cái điều đó ở tôi.
tôi sẽ làm cho các vị coi, tức là tôi sẽ thuyết pháp theo cái cách tôi nói, tức là nghĩa là tôi để cho các vị toàn quyền quyết định, các vị lựa bất cứ cái gì mà tào lao nhất, ví dụ như ngồi trước mặt tôi chỉ tôi cái nút chai, cái nắp chai mà nước ngọt, các vị nó thỉnh siêu thuyết về pháp gì cái nắp chai đó đi đấy. Thì bây giờ các vị mới mong có một ngày mà chúng ta có một pháp hội 1 tháng trời để cho các vị thử cái nắp chai ấy, hoặc là cái đầu thuốc lá, hay là một cái cùi bắp, hay là một cái chiếc dép, mà dép có hai nha, dép lành nè, dép rách nè, giày da nè, là giày mới, giày cũ, thì tôi bảo đảm mình hoàn toàn có 2 thời pháp khác nhau về cái đôi giày mới và đôi giày cũ, 2 thời pháp hoàn toàn khác nhau về cái đôi giày đắt tiền và rẻ tiền, hoàn toàn khác nhau, đến mức như vậy. Mà tại sao tôi đem cái chuyện đó ra tôi nói, là bây giờ các vị thấy rằng, chỉ cần chúng ta có một cái strong background, một cái nền tảng tốt, thì chúng ta không bỏ lỡ một cơ hội nào hết. Đây, từ pháp học tới pháp hành, mà nếu được là cả pháp hành đó, cả sự chứng ngộ, từ cái nhận thức, kiến thức cho đến sự chứng ngộ, chỉ cần chúng ta là tận dụng được, mà cái khả năng tận dụng nó ở đâu, nó ra từ từ cái chữ tự. Chữ tự đây tôi dịch gọn từ cái chữ strong background, có nghĩa là cái nền tảng tốt. Đấy, nền tảng tốt. Có những người có thể mặc cảm nói rằng trời ơi tôi già quá, tôi bệnh quá, tôi dốt quá, tôi mới biết đạo, tôi sơ cơ, thì làm sao mà tôi làm được cái lời của sư đề nghị. Dạ không, đừng bao giờ có mặc cảm như vậy. Ngay đời này kiếp này mình có cảm giác là mình thua người ta, chứ còn đời trước và kiếp sau mình chưa biết ai hơn ai. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, ngay bây giờ mình tận dụng mọi cái khả năng mình có, thời gian mình có, vấn đề là mình có muốn hay không. Ngay bây giờ mình tận dụng mọi thứ mình có để mình có một nền tảng tốt. Con này tôi tin nè. Tôi phải nói cái chuyện mà trần tục nhất các vị mới tin, chứ còn cái chuyện mà thần tiên Phật tổ Như Lai các vị mới tin. Đó là cụ Nguyễn Lê đấy. Đấy, cụ nói đó. Muốn học ngoại ngữ ấy. Cụ chỉ mình cái kinh nghiệm học ngoại ngữ, mà tôi thấy cái kinh nghiệm đó, đó tuyệt đối có thể áp dụng cho cái người học đạo. Cụ nói bây giờ bất cứ thứ tiếng nào, một ngày ấy, học có 3 từ vựng thôi, một ngày học 3 từ vựng và 3 ngày ấy, học một vấn đề văn phạm. Ví dụ như bây giờ chia vẹt đó, chia vẹt cái thì quá khứ xác định, quá khứ bất định đấy, quá khứ gần, quá khứ xa đấy, rồi chia thì tương lai cũng vậy, tương lai có bao nhiêu cái thì tương lai, cứ mỗi 3 ngày mình học một vấn đề văn phạm thôi. Còn từ vựng á, một ngày mình học có 3 chữ thôi, ví dụ cái ly nè, con rắn nè, lá cây nè, đó mình học 3 chữ đó thôi. Rồi bữa sau nè mình học tiếp, thì cụ nói 1 tuần như vậy mình học có 5 ngày thôi. Có nghĩa là mà 1 tuần mình học là có 5 ngày, mà 1 ngày mình học 3 chữ, nghĩa là mình học 1 ngày có 15 từ thôi, 15 chữ mới, và có 2 vấn đề văn phạm thôi, thì 3 ngày mình học 1 lần ba, thì 1 tuần mình học có hai bài văn phạm và 15 từ vựng. Thì cụ nói nếu kiên trì thì cụ nói 3 năm thôi, thứ tiếng nào mình cũng đọc hiểu ở cái mức là căn bản. Tôi tuyệt đối tin cụ, tôi tuyệt đối tin cụ. Cụ Nguyễn Lê cũng nói như vậy. Còn nó 3 năm mà tiếng gì cũng cần biết, tiếng Do Thái, tiếng Ả Rập, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tàu cũng cần biết, cứ 3 ngày là 1 bài văn phạm, và mỗi ngày là 3 cái từ vựng mới. Có thể là 3 từ vựng, nó có thể là 1 chữ động từ nè, 1 chữ danh từ nè, 1 chữ tính từ, hay là 1 chữ trạng từ gì đó, mà khác một ngày 3 chữ. Một tuần như vậy là có 15 chữ mới không? Ở các từ loại nha, các từ loại 1 tuần học 15 từ và 2 bài văn phạm, thì cụ nói 3 năm thôi. Thế nào trong đêm này cũng có người le lưỡi nó trội 3 năm lâu á. Xin thưa với bà con, 3 năm bà con không có làm gì hết á, nó cũng trôi, nó cũng trôi. Và rất là nhiều người bị cái này, kêu làm việc đàng hoàng thì than có thời gian, kêu làm việc đàng hoàng thì than là trí nhớ kém, mà đôi khi dành thời giờ làm toàn cái tầm bậy thì là lại 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 ok. Các vị nghĩ coi, các vị có bị cái bệnh đó không, tự xét lòng mình đi nha. Đừng nói tôi không biết, tôi biết hết, tôi biết quý vị rõ lắm, tại vì quý vị chính là tôi mà, tôi chính là quý vị nha. Kêu làm việc đàng hoàng thì than là bệnh, là yếu, rồi thiếu sức khỏe, rồi lớn tuổi, rồi tự thấy mình dốt, rồi thấy mình bận rộn. Nhưng mà nếu mà mình dốc lòng đó, thì tôi hứa các vị đủ thời gian đấy. Thì cụ Nguyễn Lê cụ nói kinh nghiệm học ngoại ngữ, thì ở đây tôi khẳng định một chuyện là mình bê nguyên cái kinh nghiệm đó, mình chuyển vào bên đạo và nghe giảng rồi thực tập
thực tập rồi nghe giảng. Có thắc mắc thì tìm thầy tìm bạn mà hỏi nha. Thắc mắc thì tìm thầy tìm bạn mà hỏi. Thì trong từng ngày, từng tuần lễ, từng tháng, cái nền tảng mình ngày một tốt để làm gì? Để mình làm một chữ, đó là chữ tự. Đấy, tự, làm cho xong chữ tự. Chứ bây giờ thầy bạn nào mà đi kè kè bên mình, đó là cái thứ nhất. Dầu mẹ ruột của mình cũng đâu đi theo mình suốt đời, vợ chồng con cái không ai đi theo mình suốt đời, mình lúc nào cũng phải tự hết. Tự sướng, tự khổ, tự buồn, tự vui, tự khỏe, tự bệnh, cái gì cũng tự, rồi tự sống tự chết, chứ có ai mà mấy cái đó có ai làm giùm ai đâu. Đấy. Và cái quan trọng nhất là gì? Dầu muốn dầu không, dầu biết hay không, thì sáu trần luôn trôi qua trước mặt chúng ta. Mà nếu mà chúng ta có một nền tảng tốt thì không có cái trần nào là vô ích hết. Các vị giặt áo lên sầm mấy câu này: nếu ta có niệm và tuệ tốt thì sáu trần không có trần nào là vô ích. Không có trần nào là vô ích. Đừng có nói là tôi nghe tiếng hát karaoke tôi bực. Sai. Nếu có niệm có tuệ, cái tiếng động đó vẫn là cảnh niệm xứ. Cái tâm sân, cái sự bực mình trong lúc đó vẫn là niệm xứ. Nhớ nha, tới chết cũng nhớ câu đó. Cái gì cũng là niệm xứ. Vấn đề là cái niệm của anh, cái tuệ của anh nó đủ mạnh hay không, đó là chuyện khác. Chứ còn tôi đoán chắc 1000% trong cái gọi là Panya-phu-mí, hay là cái gọi là đối tượng của tuệ quán ấy, thì trong đó gồm có gọi là gì, quẩn xứ giới đế duyên khởi, đúng không? Đấy. Thì trong khi đó là sáu trần không có trần nào là vô ích. Chính ngày nay ngày cũng xác nhận trần nào mà làm là cảnh niệm xứ thì trần đó được xem là trần tối thượng. Đấy. Ngày nay nói Phật nói chứ phải tôi nói nhé, phải tôi nói. Đấy. Không phải là tôi nói, đã tôi trích dẫn hai bài kinh, một bài Đức Phật dạy là có ba cái chỗ quan trọng mà vị tỳ kheo phải nhớ. Còn ngày nay ngày nói trong sáu trần đó, tất cả các trần, trần nào mà là cái cửa ngõ dẫn vào giác ngộ, trần nào là cảnh niệm xứ thì trần đó được xem là trần tối thượng. Mà nếu mà cái huệ căn của mình nó kém quá thì trong một đời này của mình có bao nhiêu lần mình gặp cảnh tối thượng, trong khi người ta có niệm có tuệ đấy. Đấy. Thì trần nào dầu đó là cảnh 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 sắc hay là cảnh danh, đấy, thì trần nào cũng là cái đề mục niệm xứ hết, cái đó quan trọng. Mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, có thể các vị nghi ngờ, có thể có quyền nghi ngờ, nhưng mà coi tôi nói đúng hay sai. Tất cả cái chuyện mà tu tập niệm xứ nói chung và cái đề mục hơi thở nó riêng, cho đến bao giờ mà mình còn thấy nó là cái công phu mà mình phải nỗ lực thì ngày đó mình chưa có khác. Mà phải đến một lúc nào đó mình thấy cái chuyện mà mình tu tập đó là một cái quyền lợi, nó là một cái niềm vui, nó là chỗ trú ẩn an toàn, thì ngài đó bắt đầu cũng tu, bắt đầu khởi sắc rồi đó. Các vị có thể nghi ngờ là ổng nói vậy nhưng mà không biết ổng có làm không, tôi xin thưa yên tâm đi, đứa nào không làm đứa đó tự nó khổ à. Mình đừng có bận tâm mình bắt người ta phải tu tự nhiên đó. Cái niệm xứ là một cái đề mục đem lại an lạc cho người tu tập, còn chuyện người ta không tu tập giờ kệ người ta nha. Mà cứ phần mình không có lo, mình có thắc mắc, ổng nói nghe gì đã quá mà biết có tu. Bây giờ tôi nhắc lại lần nữa, ổng nói gì thì nói, nhưng mà cái niềm an lạc tu tập chỉ có ở người nào thực tập thôi. Tôi nhắc lại lần nữa, niệm xứ nói chung và cái chuyện theo dõi hơi thở nói riêng, cho đến bao giờ mà mình còn xem nó là cái thứ công phu phải nỗ lực thì ngày đó mình chưa khác. Cái có cái chuyện phải nỗ lực là chưa khác, mà phải tới một ngày mà mình thấy đó là cái chỗ trú ẩn an lạc nhất. Cái có một ngày mà trước thị phi mình có thể an lạc, trước cái trọng bệnh mình có thể an lạc, và trước cái giây phút cận tử mình có thể an lạc nha. Thị phi, trọng bệnh, cận tử, rồi từ từ ra cái gì nữa, trước khi mà tới chạm được cái sự an lạc tự tại trong ba cái này, là mình phải tự tại, mình phải có tự tại trong những cái chuyện nhỏ trước. Ví dụ như tự tại trong cái điều kiện sinh hoạt thường nhật, ví dụ như mình có thể tự tại trong một cái áo rách, trong một cái áo mà trước giờ mình không muốn mặc mà giờ mình mặc thấy thoải mái. Đấy. Mà cái thoải mái này nó có hai trường hợp: một, thoải mái là vì mình chấp nhận được cái xấu, và cái thoải mái thứ hai nó cao hơn là mình không còn thấy nó đẹp xấu nữa. Đấy. Cái bước một là mình còn thấy nó xấu nhưng mà mình thỏa hiệp được với nó, đó là mới bước một. Còn bước hai là mình đánh mất cái ý niệm đẹp xấu, tức là mình thấy áo mặc vô kín đáo, mặc vô che thân là mình thấy ok rồi, đó là ngon lành đó. Nhưng mà thôi đừng bận tâm cái chuyện cao siêu nha. Nhưng mà sẽ có một ngày mình vượt qua từng bước. Bước một là thoải mái trong cái nhu cầu đời, nhu cầu vật chất. Bước hai là thoải mái trước thị phi.
Bước ba là thoải mái trong trọng trọng bệnh, và bước bốn là thoải mái trong cái chuyện mà giây phút cận tử. À, nhớ bốn cái này, bốn cái này bộ này gọi là bốn cái tự tại. À, mà mình muốn có được bốn cái tự tại này là trước hết phải hoàn tất chữ tự trước đây. Phải có tự trước rồi mới có tự tại sao. Thì tự đây là gì? Là tự tu, tự tỉnh, tự giác này. À, chứ còn không thể nào mà thiếu chữ tự đó. Bản thân chữ tự là không nổi, làm gì có tự tại. Tự tại có tới hai chữ, là cái này chữ tự là một chữ rồi, cái gì cũng phải tự. Để có cái nền, chữ tự đây là cái strong background ấy. Có cái nền rồi thì tôi nhắc lại, có một cái nền tốt thì từng hơi thở là cơ hội, từng giây phút buồn vui là cơ hội, từng miếng ăn, từng ngụm nước là cơ hội, từng cái bước đi đứng nằm ngồi là cơ hội, từng giây phút nghe pháp là cơ hội, từng cái cơ hội gặp gỡ minh sư điện hữu là cơ hội, từng cái là cái thời tiết trú xứ liêu cốc thực phẩm thuốc men là cơ hội. Nói chung á, là bước đầu á, là cái gì mà thuận duyên nó là cơ hội. Tu đến một lúc tất cả cái đắng cay nó cũng là cơ hội. Tại bài giảng bữa nay tôi muốn các vị phải xăm lên người nguyên một thời luôn nha. Tu buổi đầu mình còn gọi là tranh thủ những cơ hội như minh sư thiện hữu nè, thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp, y áo thích hợp, liêu cốc thích hợp. Nhưng mà tu đến một cái mức nào đó thì tất cả đều là cơ hội. À, còn đằng này là nếu thiếu niệm thiếu tuệ, mà niệm tuệ ở đâu nó ra? Nó đi theo một hệ thống rất là ngoạn mục. Đầu tiên là kiến thức trước, phải có kiến thức giáo lý, có kiến thức mới có nhận thức, từ nhận thức mới đến hành trì, từ hành trì mới có đến thực chứng. Không có kiến thức thì làm gì có nhận thức, không có nhận thức thì làm gì có hành trì, mà có hành trì làm gì có cái thực chứng nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Cho nên tôi nhắc lại cái chữ tự mà trưa nay tôi giảng nè, nó có nội dung rất là quan trọng. Thứ nhất là có cái tự, có cái khả năng tự tại là một cái nền tảng tốt thì chúng ta không bỏ lỡ những cơ hội thuận duyên. Bước hai, không còn vấn đề thuận hay nghịch duyên nữa, mà là sáu trần, không có bỏ sót sáu trần, trần đắng, trần ngọt, trần như ý, trần bất toại đều là cơ hội hết. Và tôi nhắc lại lần nữa, người giảng là ai không quan trọng nha, cái đó quan trọng nha. Đừng có bận tâm đến tôi. Nhiều người hỏi xui xui lạ lắm, do quá thông minh mà. Hôm nãy giờ tôi nói ngược chị, quá thông minh cứ đi bận tâm cái người giảng mà đi coi người ta giảng cái gì không chịu làm. Tới lúc gặp tôi họ hỏi kỳ rồi tôi về Sài Gòn hỏi tôi mới hết hồn. Tôi nói trời ơi, vậy là cô tu cho tôi chứ phải cô tu cho cô. Tôi kêu cô ăn kiêng, tôi kêu cô tập thể dục, tôi kêu cô sống chỗ dưỡng khí trong lành, tôi kêu cô giữ đầu óc thanh thản an lạc. Cuối cùng cô đi cô chăm bẩm, cô dòm tôi. Cô đi kiếm tôi, cô coi tôi làm sao, cô để cô bắt chước là làm sao. Thứ nhất cô có hiểu như lời khuyên của tôi ăn kiêng và dưỡng sinh cô có hiểu không? Nếu cô hiểu thì cô cứ làm đi, đừng cứ bận tâm cái chuyện thời cuộc làm chi. Ba cái mà phong trào này, ba cái dư luận, ba cái làn sóng, cái đó nó quan trọng. Bây giờ ba cái vụ mà Olympic là mấy cái mùa bóng đá, cái là chuyện của người ta. Mà mắc cái gì cứ hay trong xã hội mà nó có nảy ra một cái hiện tượng là bắt đầu cả đám buông theo. Là sao vậy? Mình đánh mất chữ tự. Khi mà anh không có chữ tự hả, là sáu trần nó cuốn anh thảm thương, nó cuốn anh thảm thương. Mà cuốn này nó có hai, một là nó cuốn anh á, như một con heo mà bị nước cuốn. Rồi thứ hai là xác heo bị nước cuốn. Buổi đầu mình là con heo bị nước cuốn, có nghĩa là bị nước cuốn nhưng mà con heo đó nó cũng còn ráng dùng dãy, nó tìm cơ hội nó vào bờ. Nhưng mà nếu mình tệ quá, mình không còn là con heo bị nước cuốn nữa, mà mình là xác heo bị nước cuốn, có nghĩa là mình đã đánh mất cái khả năng gọi là tự 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 cứu, đánh mất khả năng thoát hiểm. Nhớ nha, nhớ lời của tôi, khi ta không có khả năng tự tu, tự ngộ, tự tỉnh, tự giác thì chúng ta hoàn toàn có thể là một con heo bị nước cuốn. Bởi vì bị nước cuốn đã là heo rồi, chỉ là phải là heo rồi. Mà nếu mà con heo còn sống thì còn có hy vọng. Nhưng mà mình đánh mất chữ tự đó, thì từ cái con heo bị nước cuốn nó chuyển qua xác heo bị nước cuốn, có nghĩa là xong. Đã là xác heo rồi thì vô phương, vô phương. Không có ai cứu được mình hết. Thì mình cứ tự hỏi mình là con, mình thứ nhất mình là người hay là heo. Người phải đứng trên bờ, lọt xuống nước cũng là lọt theo cách của con người, chứ không thể nào lọt xuống nước theo cách của con heo. Mà lỡ làm heo thì cũng phải giữ sao đừng có để mình là xác heo. Bởi vì xác heo mà lọt xuống nước là nó phiền dữ lắm. Phiền vì đã là xác heo rồi hết cứu nha. Thì thời cuộc này, dư luận trào lưu xu thế của thiên hạ, đó là cái chuyện đương nhiên của vũ trụ. Vũ trụ hết chuyện này tới chuyện khác,
Cái vấn đề là chúng ta có đủ vững chãi và tự tại để mà thanh thản đi giữa cuộc đời đầy ba động và sóng gió này hay không. Đó, cái đó mà cái quan trọng. Và cái đó, cái khả năng này đặc biệt là nó được thiết lập trên mỗi một cái chữ tự nha, chữ tự. Đằng này là không có chữ tự thì làm sao mà sống, chứ đừng nói là tu. Sống đã không nổi rồi, sống đã không nổi rồi. Chúng ta biết có rất là nhiều người trên thế giới đã tự tử vì cái Facebook, các bạn biết không? Rất là nhiều người, mà trong đó có học sinh nữa, tôi biết có học sinh nữa là bị bạn nó chơi xấu đó. Nó một là nó ghép hình, nó dựng chuyện cũng có, và có những cái chuyện có thiệt, hình ảnh thiệt cũng có, nhưng mà nó không đủ để cho mình chết. Đấy, mà không, vì chút đỉnh cho nó nhào ra đi chết, tức là mình đó là con heo bị nước, hồi đầu là con heo mà cuối cùng là xác heo bị nước cuốn. Cái đó rất là quan trọng, vô cùng và vô cùng quan trọng nha. Cho nên đó là mong rằng bà con sau cái bài giảng này bà con nhớ dùm, dành thời gian học giáo lý để có kiến thức. Từ cái kiến thức nó có cái nhận thức, từ cái nhận thức nó có cái hành trì. Đừng có vì gì nhẹ dạ cả tin, nghe ai đó ru ngủ rồi nó là tu, mà tu tâm không cần học. Trời đất ơi, khổ quá. Bây giờ tưởng tượng cứ ngồi xếp bằng không biết gì hết rồi nhắm mắt để làm cái gì. Mày tưởng tượng, bây giờ các vị tưởng tượng đi, mình không có biết chữ mà kêu mình ngồi mình vẽ ra cái cấu trúc, cái mô hình của máy bay, của xe hơi, rồi sao mình vẽ. Bây giờ mình muốn vẽ cái cơ cấu, cái cấu trúc của một chiếc xe đạp, mình cũng phải có kiến thức nữa. Cái đằng này nó không, cứ giữ tâm thanh tịnh là riêng cái xe đạp đó nó hiện ra. Và các vị nghĩ có chịu nổi không? Mà chiếc xe đạp là đơn giản nhất, cũng phải có một kiến thức cơ bản nhất định. Thì hỏi cái tâm nó còn thiên hình vạn trạng, nó rối rắm ngàn vạn lần mà không cho học, không cần học giáo lý. Rồi đã vậy họ tìm đủ lý do để họ bài xích, họ biếm nhẹ, họ bài bác cái chuyện học giáo lý. Phải học giáo lý chứ, chứ còn không giáo lý là mai mốt bất cứ một cái trào lưu, một cái phong trào nào nó cũng cuốn mình theo hết. Hãy tin tôi đi. Và từ cái chuyện con heo bị lọt nước, bị nước cuốn, nó chỉ chuyển qua xác heo là lúc hết cũng. Và mà tôi không có nói rõ thêm thù, nhưng mà tôi thấy xác heo là bây giờ hình như nó nhiều hơn ngoài con heo rồi đó. Heo bị nước cuốn nó từng từ nó ít hơn là cái xác heo. Bởi vì mình heo mà con heo bị nước cuốn mà buổi đầu thôi, chứ cuốn lâu quá đó nó chỉ qua xác heo, không có lâu. Khi mình bị cuốn ít ít thì được, mới bị cuốn thì mình cũng còn gượng gượng. Chứ khi bị cuốn lâu quá, cuốn cái cảm giác bị cuốn nó đã trở thành thói quen rồi đó, thì lúc mà thành xác heo rồi. Đấy. Thì mong rằng bài giảng hôm nay chia sẻ một vài suy nghĩ cho bà con tự gẫm thôi, tự gẫm. Và tôi chưa hề dạy dỗ kỹ rằng mình ở vai trò vị thầy cho ai hết. Tôi luôn luôn trong các bài giảng tôi chỉ nghĩ là tôi là người đọc sách và chia sẻ lại cho những bà con nào lười đọc, không có thời gian đọc, đấy, không có điều kiện đọc, đấy. Thì tôi chỉ chia sẻ cho bà con, và tôi hy vọng là mỗi lần mà nghe nhắc lại mấy cái này thì bà con có một cái cơ hội để nhìn lại mình. Và tu hành là chuyện đầu tiên tôi nhắc lại nha, là phải là nhận thức, phải có nhận thức, chứ không thể nào mà để mình là buông xuôi theo cái dòng đời. Thầy bà nào cũng được, bạn bè nào cũng được, dư luận thời cuộc nào cũng được, miễn là có cái cuốn mình đi, mình bèn lao xuống và làm một cái xác heo trên dòng chảy, thì tôi nghĩ rằng uổng kiếp người quá. Và tôi nghĩ rằng cái đó là phụ lòng cha mẹ. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, trả ơn cha mẹ nó có nhiều cách. Một là phụng dưỡng cha mẹ về vật chất, hai là hỗ trợ tinh thần, đời sống tâm linh cho cha mẹ, và cái thứ ba mới ghê nè, hãy sống như thế nào để cha mẹ của mình là những người đã sanh ra những con người đã, chứ không lẽ nào để cha mẹ mình sanh ra những xác heo được. Cái đó là cách trả ơn rất là đặc biệt. Và cái hai cách trả cái cách trả ơn đầu tiên ấy, trả ơn cha mẹ bằng cách là phụng dưỡng vật chất, hỗ trợ tinh thần, thì cái này là có thể cha mẹ còn mình mới làm được. Còn cái chuyện mà hồi hướng là khi cha mẹ mất mình cũng có thể làm được, nhưng mà riêng cái cách mà tôi vừa nói đó, cái cách mà trả ơn cha mẹ bằng cách là hãy sống làm sao để cha mẹ mình là đã từng sanh ra những con người, chứ không phải sanh ra cái con gì được. Thì cái cách trả ơn này là dầu cha mẹ đã mất 1.000 năm mình vẫn có thể trả ơn được. Có nghĩa là làm sao mà để cho gọi là
mọi người nhìn vào và thấy rằng cha mẹ mình đã sanh ra một con người. Đấy, nghĩa là phải có tư duy, phải có sống, phải có hành động, phải có suy nghĩ như là một con người, và hơn thế nữa đó là một con người Phật tử đúng nghĩa nha. Chứ không thể nào mà tôi nói nó giống như hơi nặng, nhưng mà mình bắt buộc có đôi lúc chúng ta cũng phải nói rõ với nhau như vậy. Làm người mà dễ bị dụ, dễ bị cuốn hút, và trong khi đó cái cơ hội để chúng ta ngửa mặt mình đi giữa đời đó, cơ hội nó nhiều lắm. Người ta làm thầy mình một hai lần thôi chứ, một hai năm, một hai tháng thôi, chứ không thể là cả đời này mà mình cứ là cứ suốt đời mình cứ sống bằng cái tâm thức là mặc cảm tự ti, tâm thức tiểu thừa, cho rằng tôi là trí kém, tôi là tuổi già, tôi là nghèo khó, tôi là bệnh hoạn. Sai, ai cũng có cơ hội hết, ai cũng có cơ hội, ai cũng có cơ hội làm heo và ai cũng có cơ hội làm sư tử hết á. Tôi đang nói với tất cả thì chân thành chân tâm, đừng có nghĩ rằng tôi đang nói mua lòng. Sự thật, ai cũng có khả năng làm heo, ai cũng có khả năng làm sư tử, ai cũng có khả năng làm con giun đất, và ai cũng có khả năng hóa hoa rồng hết. Vấn đề là cái chữ tự của mình ý, mình là tự, mình là tự. Các vị biết, cũng trong lòng đất mà có cái nó quý như là kim cương, đó kim cương nằm trong lòng đất, mà cũng trong lòng đất có cái nó chỉ là hạt sỏi. Trên núi cũng vậy, có cái đó, trên núi nó chỉ là cỏ dại, nhưng mà có cái trên đó nó là trầm, là gió bầu, nó là linh chi. Ngoài biển cũng vậy, có cái ngoài biển có cái nó chỉ là vỏ sò vỏ ốc, nó chỉ là con cá bé tẹo bằng cái đầu đũa, nhưng mà cũng ngoài biển thì có cái nó là long diên hương. Đấy, nó là cá nhà táng. Đấy, là tùy mình ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Đấy, và trong đó là nói rộng rồi nói hẹp, ở mỗi cá nhân con người chúng ta luôn luôn có những vốn quý, có những cái giá trị, mà vấn đề là chúng ta có tự khám phá, khai thác, khai quật một cách đúng mức hay không. Đấy, tôi nghĩ một trong những cái bẫy nhất của mình đó là chưa gì hết là mình tự ti. Đấy, và cái bẫy thứ hai là chưa gì hết là mình đã tự tự tôn. Đó là cái bệnh cực lớn của tất cả phàm phu. Một là tự ti, chưa gì hết là đã đẩy mình, tự đẩy mình xuống sình, rồi từ đó đánh mất cái khả năng là tự tin, không có được một cái ý hướng đại nhân. Chưa hết đã tự ti, hoặc là chưa gì hết mà là tự tôn. Ở Việt Nam mình có câu hay nói, cái tự tôn là cái trường hợp mà là xong có khúc người có lúc, chưa mới chút chút mà tưởng mình chín nút, là trường hợp rồi, có trường hợp rồi, cũng sai. Mà chưa gì hết mà đã mặc cảm là sai. Hãy tận lực, tự tin nhưng không tự tôn, khiêm tốn nhưng không tự ti nha. Tự tin nhưng không tự tôn, khiêm tốn nhưng không tự ti, đó chính là cái pháp tu với một chữ thôi, đó là chữ tự. Và tôi mong rằng có một ngày mà tôi nhìn thấy, nếu cái chuyện nếu thì tôi nói rất là rõ, mình tu mình hạn chế học có bài, mà giả sử có bài đó thì tôi thấy trong phòng các vị có cái chữ tự, tôi thích hơn là chữ nhẫn. Bây giờ nó nhiều lắm rồi, mà nó nhiều lắm, chữ nhẫn rồi chữ đạo rồi chữ thiền rồi chữ niệm gì đó. Nếu mà hỏi tôi xin một chữ để mà khắc trong phòng viết thư pháp thì tôi đề nghị chữ tự. Nhìn chữ tự mình thì riêng tôi thấy cái chữ tự đó nó bao hàm nhiều nghĩa lắm. Nên, thì tôi nhắc lại, tu thì đừng có bài, nhưng mà giả sử có thích bài đó thì trong phòng nên treo một miếng gỗ, treo một cái bức thư pháp và có cái chữ tự để nhớ hoài. Là tất cả mọi thứ đi ra từ cái tự. Như là Khổng Tử, là Lão Tử đã nói, cuộc đi ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu từ cái bước chân đầu tiên, và bước chân đó nó có cái tên là tự nha, tự. Bây giờ các vị bắt đầu vào một cái hành trình vạn lý thì các vị tự, các vị phải có cái gì? Tự các vị phải có tiền, tự bản thân các vị phải có sức khỏe, tự các vị phải có giấy tờ hợp lệ, có passport, có visa, phải có giày, có dép, có hành lý. Mình phải tự trước, phần mình tròn trịa rồi mình mới dấn thân đi vào cái cuộc đời bao la mênh mông và đầy hiểm nạn bất trắc phía trước được. Còn cái chữ tự làm chưa xong thì đừng có hòng đi đâu hết á. Thì nói nhiều cũng vậy thôi. Mong các vị sớm nhớ và luôn nhớ, nhớ lại và luôn nhớ cái chữ tự, và tôi cho là rất đổi quan trọng này. Ok, chúc các vị một ngày vui và một đêm an lành. Ok, chúc các vị một ngày vui và một đêm an lành. Ok, chúc các vị một ngày vui và một đêm an lành. Ok, chúc các vị một ngày vui và một đêm an lành. Ok, chúc các vị một ngày vui và một đêm an lành. Ok, chúc các vị một ngày vui và một đêm